Câu 39 là đề bảo là cái quần thể tự thụ phấn này á, nó có cái thành phần tự gen gì nè, nhìn đi đọc mệt thôi. Cho rằng mỗi gen là một tính trạng, ai lên chỗ này chỗ hoàn toàn, quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Vậy thì theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? Phát biểu 1 nó nói kiếp 5 có tối đa 9 loại kiểu gen. À thì bây giờ em nhìn thấy là đến F5 thì nó phải xuất hiện những cái ở đây á, em coi như là chúng ta làm vào cho dễ hiểu này. Em nhìn từng cái cặp một nhá, em nhìn chỗ của tô xám này này. Thì cái gen A lớn B lớn trên A nhỏ B nhỏ này á, nó đồng hợp với cặp B, cho nên là ta coi như nó không hoán vị được, nó chỉ có thể liên kết được thôi, liên kết hoàn toàn được thôi. Vậy thì nó chỉ có hai loại gen tự là A lớn B lớn với A nhỏ B lớn. Thì em cứ coi nó như là hai cái gen đơn, tức là A lớn B lớn em coi như chỉ một gen A, chỉ một gen A lớn. Còn A nhỏ B lớn em coi nó như một gen A nhỏ. Còn cái chỗ này nha, D nhỏ E nhỏ với D nhỏ E nhỏ thì em hãy nhìn chỗ này nè. D nhỏ E nhỏ với D nhỏ E nhỏ này á, thì do nó đồng hợp với cặp E rồi. Cho nên cái cụm này nó chỉ cho mình được hai loại gen tự là D lớn E nhỏ với D nhỏ E nhỏ thôi. Vậy nên em coi cái D lớn E nhỏ này như là cái chữ B lớn. Xong rồi D nhỏ E nhỏ này em coi nó như chữ B nhỏ. Vậy vậy ở chỗ này á, ta có hai cặp gen dị hợp. Cái này coi như A lớn là cái chỗ này coi như A lớn, cái chỗ này coi như A nhỏ là cặp gen dị hợp. Thì cặp gen dị hợp đấy nó sẽ tạo được ba loại kiểu gen. Còn cái chỗ này ta cũng có một cặp dị hợp nữa này. Được chưa? Nó cũng tạo ba loại kiểu gen nữa. Vậy 3 nhân 3 là 9. Phát biểu 1 đúng. Phát biểu 2 nói ở F2 có 25% số cá thể dị hợp tự về hai cặp gen. Thì em thấy là rõ ràng là B với E là phải đồng hợp rồi, cho nên muốn dị hợp tự về hai cặp gen thì chỉ có thể dị hợp về A lớn A nhỏ với D lớn D nhỏ như vậy thôi. Vậy bây giờ nha, em thấy là với cái kiểu gen này thì cái chỗ mà bây giờ cô chia này ta làm hai màu khác nhau nha, cô chia cái P của nó ra hai màu khác nhau, một cái màu vàng cái màu xanh. Thì với cái kiểu gen là D lớn E nhỏ trên D nhỏ E nhỏ thì cái phần màu vàng này này nó không tạo ra được, nó tự thụ phấn nó đâu tạo ra được, vì nó tự lên với nó thì đâu có xuất hiện được cái thằng D nhỏ E nhỏ. Cho nên coi như cái màu vàng là không tạo được này, chỉ có cái màu xanh mới tạo ra được cái kiểu gen này thôi. Vậy mà cái màu xanh có hệ số là 0,8, như 0,8 nha. Cái thì tiếp tục A lớn B lớn trên A nhỏ B lớn ta coi như cái cặp dị hợp, tạo ra cái cặp dị hợp này thì có phải theo công thức nó sẽ là 1 phần 2 lũy thừa 2 không? Và ở đây là F2. Vậy 1 phần 2 lũy thừa 2 thì là 1 phần 4. Sau tiếp này, D lớn E nhỏ lên D nhỏ E nhỏ ta coi như cái cặp dị hợp thì nó tạo ra cái cặp dị hợp cũng vậy, 1 phần 2 lũy thừa 2, vậy là 1 phần 4. Vậy là túm lại cái cá thể dị hợp tự về hai cặp gen sẽ bằng 0,05, thì không phải là 25%, cho nên phát biểu 2 là phát biểu sai. Bây giờ tới phát biểu 3 nhé. Ở F3, số cây đồng hợp tự lặng về hai cặp gen chiếm 77 phần 160. Cô copy cái P của bỏ lại đây cho nó nhìn cho nó. Để ta tính cho nó nhanh thôi, không có gì thôi. Cái này là cô copy lại cái P bên đó. P nha. Rồi tiếp. Bây giờ nhá, đồng hợp tự lặng về hai cặp gen thì rõ ràng là cặp thứ nhất đồng hợp lặng ở A với E này. Cặp thứ hai đồng hợp lặng ở D với E. Nhưng mà khi đồng hợp lặng ở D với E thì cái gen đi kèm với nó thì cặp thứ nhất là A lớn B lớn trên A lớn B lớn, cặp thứ hai là A lớn B lớn trên A nhỏ B lớn. Còn trong khi mà đồng hợp ở E với E nha, đồng hợp ở E với E thì cái thằng B thì